một cái phòng giải trí home cinema chuyên nghiệp, sử dụng một cái màn chiếu quang học và là một cái máy chiếu siêu gần. Thì hôm nay thì mình sẽ đi set up một cái phòng home cinema này cho một anh khách. Thì mọi người cùng theo chân mình để xem là mình sẽ làm những cái bước như thế nào. Và hãy cùng xem đến cuối video để thấy được cái kết quả nha mọi người nha. Nhà anh khách là một cái nhà mặt đất 5 tầng. Thì cái phòng mà hôm nay mình lắp máy chiếu cho anh ấy là cái phòng sinh hoạt chung của cả nhà và các bạn trẻ, các bạn nhỏ của nhà anh ấy. Thì anh ấy muốn lắp một cái màn chiếu 100 inch và một cái máy chiếu siêu gần treo lên tường. Tại vì là để dùng màn quang học cũng như là máy siêu gần để cho nó có cái tính thẩm mỹ, với lại là nó có thể chiếu được một cái kích thước to lên đến 100 inch. Và anh ấy muốn treo máy lên trên tường để cho các bạn trẻ con nhà anh ấy thì không nghịch vào dẫn đến là bị hỏng máy. Công đoạn đầu tiên là mình sẽ phải căng cái màn chiếu quang học này lên. Thì cái màn này nó được cấu tạo hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Anh em có thể thấy là mình đang lắp các cái khung lại với nhau để thành một cái hệ xương. Sau đấy thì mình sẽ